비추고 miếng sắt trên đầu bút chì. Thứ này trong tiếng Anh được gọi là ferro, tạm dịch là vòng bọc nối. Nó có vai trò nối bút chì của bạn với cục tẩy huyền thoại, gắn liền với bao đời học sinh. Những cái vòng trên tập giữ hồ sơ. Bạn đã bao giờ tò mò muốn biết tên gọi của hai chiếc vòng này là gì chưa? Trong tiếng Anh, chúng được gọi là ring binder, tạm dịch vòng gắn kết, là những chiếc vòng kim loại có thể đóng mở để giữ những tờ giấy đã được đục lỗ. Hai cái mấu kỳ lạ trên phím F và J. Đó là các phím định hướng, orientation keys. Nếu bạn thuộc team gõ 10 ngón, bạn sẽ hiểu rằng đó là nơi để đặt hai ngón trỏ. Với hai phím này, bạn có thể chẳng cần nhìn vẫn biết mình đang gõ gì. Hai miếng nhựa trên đầu dây giày. Thực ra trong tiếng Việt, hai miếng nhựa này chính xác được gọi là miếng bọc đầu dây giày. Còn trong tiếng Anh, người ta gọi chúng là anklet, để chỉ miếng nhựa hoặc kim loại trên đầu dây giày, nhằm ngăn không cho các sợi vải của dây bị bung ra. Miếng sắt trên đầu thắt lưng. Nó đơn giản được gọi là cái khóa, buckle trong tiếng Anh, dùng để cố định dây lưng. Một số loại ba lô, cặp đeo chéo cũng sử dụng loại khóa này. Miếng bịch sắt trên đầu chai rượu champagne. Vật này thực ra không có tên gọi chính xác, nhiều người gọi nó là dây chằng nút rượu champagne, với tác dụng ngăn không cho nút chai bị bật ra dưới áp lực của khí ga bên trong rượu. Trong tiếng Anh, người ta gọi bộ phận này là muslet. Hai miếng nhựa quái đản trên cặp kính. Ai bị cận thị chắc cũng biết tác dụng của hai miếng nhựa này để giữ cặp kính trên mũi của chúng ta. Tuy nhiên về tên gọi thì dám chắc chẳng ai biết. Tên gọi chính xác của nó là nose badge, miếng đệm mũi. Sợi vàng bên trong vỏ chuối. Thứ này hơi khó định nghĩa. Chúng là các sợi leaf, tiếng Anh là phloem. Trong thân cây, chúng có chức năng dẫn truyền các chất hữu cơ tổng hợp từ lá đến các bộ phận khác. Với quả chuối, chúng có nhiệm vụ cung cấp chất dinh dưỡng cho quả. Nhờ có leaf, quả chuối bạn ăn mới ngon được. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm đăng ký để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.